Thưa quý vị, theo kế hoạch vào ngày 18-19 tháng 10 tới đây, những thành phố lớn của Ấn Độ là thành phố Mumbai và thành phố New Delhi sẽ mở đường bay trực tiếp đến thành phố Đà Nẵng do hãng hàng không Vietjet khai thác. Đây sẽ là tiền đề thuận lợi để trao đổi kết nối nguồn khách giữa các điểm đến. Ấn Độ là thị trường du khách mới của thành phố được xem là khá đặc biệt so với các thị trường khách quốc tế, nên các khách sạn khu nghỉ dưỡng trên địa bàn rất chú trọng về vấn đề ẩm thực để đáp ứng nhu cầu của dòng khách này. Được biết, gần 80% dân số Ấn Độ theo đạo Hindu và không dùng thịt bò, xem bò là động vật thiêng liêng. Do đó, thịt gà, dê, cừu và các loại thủy hải sản là loại thực phẩm thông dụng nhất. Riêng đồ ăn chay và nước hoa quả tại Việt Nam cũng luôn thích hợp với du khách đến từ quốc gia này. Đối với người Ấn, gia vị được xem là yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo ra món ăn ngon, chủ yếu sử dụng lá cà ri. Nắm được những đặc trưng về cách ăn uống của người Ấn Độ, các khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tự tin phục vụ dòng khách này một cách tốt nhất, đầy đủ nhất. Đội ngũ bếp thì bên chị cũng có đội ngũ đã từng làm nhà hàng Ấn Độ, cho nên là về vấn đề thức ăn để phục vụ cho khách Ấn Độ thì bên chị rất là tự tin, và hiện tại thì khách Ấn Độ thị trường lẻ đã đến khách sạn chị và cũng đang lưu trú rất là nhiều. Chúng tôi đã lập ra các thực đơn phủ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho những khách lẻ người Ấn Độ, cũng như là các thực đơn làm sẵn để phục vụ các đoàn khách Ấn Độ lưu trú tại Furama Resort Đà Nẵng, cũng như là lưu trú tại các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mà muốn được trải nghiệm các món ăn Ấn Độ tại thành phố Đà Nẵng. Riêng Furama Resort cho biết thêm, thì hiểu khách Ấn Độ cũng muốn trải nghiệm nhiều món ăn của các quốc gia khác khi đến du lịch, nên đơn vị cũng chuẩn bị các kế hoạch đa dạng món ăn dành cho dòng khách này, qua đó kết hợp giới thiệu nét văn hóa, ẩm thực Đà Nẵng và miền Trung. Chúng tôi cũng kết hợp khéo léo giữa các món ăn Việt Nam của miền Trung Việt Nam với các thực đơn Ấn Độ để cho khách vừa có trải nghiệm cái thực đơn của miền Trung Việt Nam với lại những cái món ăn quê nhà. Đây là một cái điểm mà đặc sắc của các thực đơn tại Furama Resort Đà Nẵng. Bên cạnh đó, trước đây du khách Ấn Độ đến Đà Nẵng đều chọn lưu trú tại các khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng ven biển, nên nhiều nơi đã có kinh nghiệm trong việc phục vụ. Hiện tại các đơn vị này cũng đã điều chỉnh thực đơn, cách phục vụ và đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng đón lượng lớn khách Ấn Độ trong thời gian đến. Theo thông tin từ Sở Du lịch, hãng Vietjet Air sẽ khai thác đường bay Mumbai-Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến một tuần, New Delhi-Đà Nẵng với tần suất 4 chuyến một tuần, và sẽ khai thác 3 đường bay mới đến Đà Nẵng từ Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad lần lượt các ngày 28 tháng 11, 29 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 năm 2022 với tần suất 4 chuyến một tuần một chặng bay.